Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học guitar đệm hát nâng cao 1. Ở trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hợp âm đảo bát và cách sử dụng hợp âm đảo bát. Nội dung bài học này mình sẽ chia thành hai phần tương ứng với hai clip. Ở clip thứ nhất thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ba vấn đề. Thứ nhất, hợp âm đảo bát là gì? Thứ hai, tại sao lại sử dụng hợp âm đảo bát? Thứ ba, vị trí áp dụng cho hợp âm đảo bát. Đó, ba vấn đề này chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong clip thứ nhất. Và clip thứ hai, mình sẽ có ví dụ minh họa cụ thể về cách chúng ta sử dụng hợp âm đảo bát. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu hợp âm đảo bát là gì. Ở đây thì mình sẽ có hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất là hợp âm đô trưởng này. Hợp âm đô trưởng được cấu tạo bởi 3 nốt: đô, mi, son. Thông thường khi mà chúng ta bấm hợp âm đô trưởng này thì các bạn sẽ đánh bát là nốt đô. Đó, nó là nốt bậc 1. Thì trong trường hợp này thì các bạn gọi đây là hợp âm đô trưởng, không có vấn đề gì cả. Đó. Nhưng nếu như bấm hợp âm đô trưởng mà các bạn lại đánh một cái bát khác, ví dụ ở đây chúng ta đánh bát là nốt mi, tức là nốt bậc 3, thì khi đó nó gọi là hợp âm đảo bát. Có nghĩa là các bạn sẽ không đánh cái bát bậc 1 nữa mà các bạn đánh một cái bát khác. Ở đây chúng ta đánh là bát bậc 3. Đó, và ký hiệu của hợp âm đảo bát thì nó sẽ như thế này. Viết như thế này thì chúng ta sẽ đọc là hợp âm đô trưởng bát mi. Đó, cái ký hiệu ở đằng sau là cái nốt bát. Đó, đô trưởng bát mi. Tương tự như vậy, nếu như các bạn bấm đô trưởng nhưng các bạn đánh bát là nốt son, nốt bậc 5 này. Thì đây chúng ta sẽ gọi là hợp âm đô trưởng bát son. Tương tự như vậy, đối với lại ví dụ bên đây, hợp âm son trưởng này. Nếu các bạn bấm hợp âm son trưởng và đánh bát là nốt son, tức là nốt bậc 1, thì nó là hợp âm son trưởng bình thường, không có cái hiện tượng đảo bát gì cả. Nhưng nếu như các bạn bấm son trưởng và các bạn không đánh bát là nốt bậc 1 mà chúng ta thay vào đó đánh bát là nốt bậc 3, nốt C chẳng hạn, thì khi đó chúng ta có hợp âm đảo bát son trưởng bát C. Đó, ký hiệu là chữ G này, xong gạch chéo chữ B, son trưởng bát C. Tương tự như vậy, nếu như các bạn đánh bát là nốt rê, nốt bậc 5 á, thì chúng ta sẽ có là hợp âm son trưởng bát rê. Đó, ok. Thì đó là về cái cách để chúng ta hiểu hợp âm đảo bát. Vấn đề thứ hai của chúng ta, tại sao lại sử dụng hợp âm đảo bát? Các bạn có thể hiểu một cách đơn giản, chúng ta sử dụng hợp âm đảo bát mục đích là để tạo cho cái âm bát của chúng ta nó có một cái tuyến giai điệu hay hơn. Đấy, ở đây mình có hai ví dụ này. Ví dụ thứ nhất là ở giọng đô trưởng. Giả sử ở trong bài nhạc của chúng ta có một cái đoạn hòa thanh là đô trưởng, son trưởng, la thứ. Thì tương ứng với lại ba hợp âm này, các bạn sẽ đánh bát là đô, son, la. Thì trong trường hợp này, mình sẽ áp dụng hợp âm đảo bát ở cái chỗ son trưởng này. Mình sẽ sử dụng hợp âm là son trưởng bát si. Thì khi đó, cái âm bát của chúng ta nó sẽ là đô, si, là. Đó, đô, si, là. Thì cái âm bát của chúng ta nó đã có được một cái tuyến giai điệu hay hơn so với lại cái cách ở bên trên. Bây giờ thì mình sẽ thực hành hai cách để các bạn thấy được cái sự khác biệt của nó. Đầu tiên là cái cách bên trên với cái hòa thanh đô trưởng này, son trưởng, la thứ.
Bây giờ thì mình sẽ áp dụng vào cái cách bên dưới, tức là chúng ta sử dụng hợp âm đảo bát son trưởng bát si này. Đó. Đấy, các bạn thấy là cái âm bát của chúng ta nó đã có được một cái tuyến giai điệu hay hơn so với lại ở bên trên. Ví dụ thứ hai là ở giọng son trưởng. Ở đây chúng ta có một cái đoạn hòa thanh là son trưởng này, rê trưởng, mi thứ. Thì các bạn sẽ đánh bát là son, rê, mi. Và mình đã áp dụng hợp âm đảo bát vào cái vị trí của hợp âm rê trưởng này. Mình sử dụng là rê trưởng bát pha thăng. Đó. Thì cái âm bát của chúng ta nó sẽ di chuyển là son, pha, mi. Bây giờ thì mình sẽ thực hành cả hai cách để các bạn theo dõi. Đầu tiên là cách bên trên. Tiếp theo là cách bên dưới. Các bạn có thể thấy là trong trường hợp sử dụng hợp âm đảo bát này thì chúng ta đã có cái tuyến bát là son, fa, mi. Đó, nghe cảm giác nó sẽ hay hơn, nó mềm mại hơn so với lại cái cách ở bên trên là son, rê, mi. Đó. Ok, và vấn đề cuối cùng của chúng ta, vấn đề thứ ba là vị trí áp dụng hợp âm đảo bát. Ở trong phạm vi khóa học này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hai vị trí chúng ta áp dụng. Đối với lại giọng trưởng thì nó là vị trí bậc 5 và bậc 6. Đối với giọng thứ thì nó là vị trí bậc 7 và bậc 1. Đầu tiên là vị trí bậc 5 ở giọng đô trưởng này. Nếu như trong cái bài nhạc của chúng ta có một đoạn hòa thanh, các bạn di chuyển là đô trưởng, son trưởng, la thứ, thì các bạn có thể áp dụng cái hợp âm đảo bát cho cái son trưởng này. Chúng ta sẽ sử dụng là son trưởng bát si để tạo cho âm bát của chúng ta nó đi liền bậc xuống cái chỗ la thứ này, đô, si, la. Đó, thì nó sẽ giống với lại cái lúc nãy mà mình mới minh họa đô trưởng. Hoặc nếu ở trong giọng thứ, ở đây mình ví dụ là giọng la thứ này, thì son trưởng bây giờ nó là bậc 7. Các bạn có thể áp dụng trong trường hợp là la thứ, son trưởng, đô trưởng. Các bạn sử dụng là son bát si, thì âm bát của chúng ta sẽ là la, si, đô. Đó, nó sẽ đi liền bậc la, si, đô. Tiếp theo, vị trí thứ hai của chúng ta là vị trí bậc 6 đối với lại giọng trưởng. Nếu như trong bài nhạc của chúng ta có một đoạn hòa thanh là đô trưởng, la 7, rê thứ, thì các bạn có thể áp dụng hợp âm đảo bát ở cái vị trí la 7 này. Đó, nó là bậc 6. Các bạn sẽ sử dụng là la 7 bát đô thăng. Âm bát của chúng ta khi đó sẽ di chuyển là đô, đô thăng, rê. Thì nó sẽ như thế này. Hoặc là đối với giọng thứ thì nó sẽ là hợp âm bậc 1. Nếu như trong bài nhạc của chúng ta có một cái đoạn hợp âm là la thứ, la 7, rê thứ, thì các bạn cũng có thể áp dụng hợp âm đảo bát là la 7 bát đô thăng. Để chúng ta lấy cái bát đô thăng này, nó sẽ di chuyển là la, đô thăng, rê. Mình sẽ thực hành để các bạn theo dõi.
Và các bạn lưu ý cho mình là việc sử dụng hợp âm đảo bát á, thì nó phụ thuộc vào cái cảm nhận của mỗi người. Có những chỗ thì chúng ta sử dụng hợp âm đảo bát nó sẽ hay, nhưng có những chỗ chúng ta sử dụng nó sẽ không hay. Đó, cho nên là các bạn có thể linh hoạt các bạn cảm nhận để các bạn sử dụng cho nó phù hợp với lại cái ý đồ của các bạn. Ok, và nội dung của bài học ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học kế tiếp. Xin chào.